Công nghệ màn hình ô tô có thể nói là cái thứ thay đổi nhanh nhất hiện tại. Nếu như anh em biết đến những cái video của Trung Auto thì cách đây khoảng 2 đến 3 tháng thì mình đã giới thiệu đến cái phiên bản màn hình là 12,3 inch, rất to và dài, được lắp trên được các cái dòng xe như là Xpander này, hay là các cái dòng xe như là Mazda 3, Mazda CX-5, Mazda CX-8, hay là Honda CR-V, hay là các cái dòng xe như của Kia, như là Kia Seltos hay Kia Cerato, lắp cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay thì Trung muốn đánh giá chi tiết hơn nữa đến cái sản phẩm này, nó có những mã nào, nó có thể lắp được cho những xe nào và công nghệ của nó hiện tại đang như thế nào. Đấy thì với cái sản phẩm màn hình như trước đây anh em có thể là đã lắp hoặc là đang chuẩn bị lắp thì là màn 9 inch này hoặc là 10 inch này. Với cái thiết kế 9 và 10 như vậy ấy, thì nó hơi bé và nó có thêm một cái mặt dưỡng thì trông nó không được đẹp cho lắm. Thì trong cái video này Trung muốn giới thiệu cho anh em một cái kích thước màn hình mà nó liền khối. Có nghĩa là nó không phải thông dụng là xe này có thể lắp được, xe kia cũng sẽ lắp được, mà đây là nó thiết kế theo khuôn xe, theo cái form xe riêng biệt, tạo cho cái chiếc xe nó có thể trở nên sang trọng hơn, ngon hơn. Và với cái hệ thống cam 360 cắm zin trong chiếc màn hình này nữa, nó đã tạo nên một cái đột phá hoàn toàn. Ngày xưa nếu nói đến cam 360 thì các dòng xe Mercedes là ngon nhất, nhưng mà bây giờ phải là màn hình tích hợp cam 360 và có chạy hệ điều hành Android. Với cái phiên bản OLED Pro Premium thì có nhiều phân khúc để cho mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ như ở đây anh em nhìn thấy này, X4 Premium, hay bên cạnh là X4S Premium. Có nghĩa cái X4 là không có cam 360 và X4S là có cam 360. Ví dụ những cái chiếc xe như Toyota Cross bản V hay là bản HV thì đã có 360. Anh em chỉ việc là lắp thêm cái bản là X4, nó sẽ giữ nguyên hoàn toàn cái cam 360 zin của xe. Hay là các bản như CX8 thì đã có cam 360. Còn với những cái bản mà mọi người không cần đến 360 luôn, mà chỉ cần một chiếc màn hình để có thể vào mạng nghe nhạc, rồi có thể là giúp chiếc xe sang trọng hơn, đấy thì anh em chỉ việc lắp cái bản X4 hoặc là X5 hoặc là X8, tùy vào cấu hình và giá cả nó sẽ biến động khác nhau. Đó. Còn nếu như anh em đang có nhu cầu là có cả cam 360 để làm gì, ghi lại hành trình cả 4 hướng, thì anh em lắp cái bản X4S, X5S hoặc là X8S phiên bản Premium. Premium đây là cái phiên bản mà nó là kích thước 12,3 inch. Còn nếu như là phiên bản mà OLED Pro, phiên bản X4 hoặc là X5 hoặc là X8 thì đó chỉ là cái bản 9 inch và 10 inch. Ngoài ra nữa thì OLED Pro cũng tiếp tục ra cái phiên bản 2K, có nghĩa là độ phân giải 2K dành cho 9 inch và 10 inch. Đấy thì đây là một trong những cái hãng mà có thể nói là công nghệ tiên phong nhất tại thị trường Việt Nam, và có cái giá bán mà cũng cực kỳ hợp lý, mà Trung Auto muốn giới thiệu cho anh em để anh em có cái nhìn tổng quan. Và đặc biệt là nếu như anh em biết đến mình từ năm 2019 bắt đầu mình làm những cái video để chia sẻ, thì thực sự là cái công nghệ nó luôn luôn được cập nhật liên tục, mà anh em không phải lắp cái công nghệ cũ. Thì với cái bản này nó đã sử dụng cái chip 5G, chứ không phải là như một số dòng trên thị trường vẫn chỉ là chip 4G. Như vậy thì chúng ta sử dụng trong vòng 1 đến 2 năm nữa nó sẽ bị lỗi thời. Và đây là một cái thiết kế của một chiếc xe Xpander. Đấy, thì anh em nhìn thấy là nó khá là dài. Đấy, và kích thước nó sẽ khi mà lắp lên thì nó sẽ vừa vặn. Và ở cái phần đằng sau ấy, thì anh em nhìn thấy này, đấy là nó có cả cái cổng quang optical, và đây là OLED Pro, còn đây là cái sim chip để cắm sim được 5G ở đây. Đó, và anh em nhớ là đối với cái phiên bản này là anh em nhớ cào tem bảo hành điện tử để được đổi mới từ 1 năm đến đổi mới 2 năm với những cái phân khúc như là X5S, X8S hoặc là X5, X8 là được đổi mới 24 tháng. Vâng, và bước vào trong xe thì anh em nhìn thấy là đây là cái thiết kế của chiếc xe sau khi lắp 12,3 inch. Đứng ở cái góc độ mà người lái như mình ấy, mình ngồi mình nhìn và nó bè ngang sang hai bên thì trông cái cảm giác nó sang trọng hơn khá là nhiều. Cũng như là các cái chi tiết ở trước này, anh em nhìn thấy này, nó có ví dụ như là chúng ta có thể tăng to hoặc nhỏ tiếng. Người bên cạnh có thể bấm ở đây, thay vì trước đây 9 inch và 10 inch ấy, thì chúng ta phải bấm rồi chạm, thì cái này là kéo lên kéo xuống giống như iPhone luôn. Và vẫn có một cái ra lệnh giọng nói của OLED Pro nằm ở đây, chúng ta có thể bấm để mở bất kỳ cái gì, ví dụ như là hỏi thời tiết đi, thời tiết hôm nay thế nào em ơi? Thời tiết ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chiều nay được dự báo là mây đen u ám,
nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C, đó. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Ngoài ra thì anh em có thể ra lệnh giọng nói ở trên cái vô lăng. Đấy, toàn bộ các cái phím này sử dụng zin nguyên, không ảnh hưởng bất kỳ cái gì đến xe, mà chúng ta chỉ phải cắm zin là xong thôi. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Ví dụ như là chúng ta sẽ gọi đi đâu đấy này. Chỉ đường tới sân vận động Mỹ Đình qua ứng dụng Vietmap. Đang chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình trên ứng dụng Vietmap. Đấy. Đây là một cái tôi ứng dụng kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Đây là một cái ứng dụng của bản đồ Việt Nam, và nó sẽ cảnh báo tốc độ chúng ta biết được, cũng như là đặc biệt là anh em khi mà đi ở những cái khu vực ngoại tỉnh. Đấy thì những cái tính năng như ra lệnh giọng nói để mở nhạc, để hỏi câu chuyện cười, hay là hỏi thời tiết, hay là trả lời cái gì đấy, nó có quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì khi mà anh em lắp đến cái phiên bản to và dài như thế này, có K360, đó là cái thứ mà cực kỳ cần thiết mà mình thường tư vấn anh em. Bởi vì là dù bạn lái 10 năm đi chăng nữa đi, thì nó cũng chỉ là cái cảm giác, nó cũng chỉ là những cái kiểu như khi mà chúng ta ước lượng thôi. Còn khi mà có K360 thì thật sự là trong quá trình đấy chúng ta lái xe rất tốt. Ngoài ra ấy, thì nó còn ghi lại hành trình cả 4 hướng luôn. Đấy, tất cả 4 hướng nó đều ghi lại hành trình. Chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta đi trên đường. Đấy, chúng ta muốn xem lại hết toàn bộ, chúng ta xem được hết bên trái này, bên phải, phía trước này, đằng sau này. Đấy, nên là để chúng ta hoàn toàn yên tâm. Với những cái phiên bản như OLED Pro bản cao cấp ấy, thì gần như mọi thứ nó đã có đầy đủ. Ví dụ như là bản đồ Vietmap này, có thể dùng được CarPlay không dây này, hay là Apple CarPlay có dây này, hay là Android Auto. Đấy, tất cả đều sử dụng được hết. Với độ nét của phiên bản màn hình này là 1920x720, nên cũng rất là tuyệt vời. Khi mà đi chúng ta sẽ nhìn nó rất là sắc nét. Và khi mà chúng ta sử dụng với cái bản dài này, thì chúng ta sẽ sử dụng được hai cái ứng dụng trên một màn hình. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá khá cao. Ví dụ như bên cạnh này là mình xem YouTube này, rồi bên cạnh này mình mở thêm bản đồ. Đấy, là nó chia đôi màn hình luôn. Rất là hay. Đấy. Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iTechVN. Như đấy, vậy tại thời điểm tháng 5 và 2022 này, màn hình thì nó sẽ to luôn. Nó được khoảng 6 inch một bên. Đấy, 12,3 chia 2 là khoảng 6, hơn 6 inch. Đấy, như vậy chúng ta rất là yên tâm khi chúng ta đi trên đường. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm một chút về cái hệ thống này. Khi mà chúng ta lái xe trên đường thì chúng ta sẽ xem cái K360 nó có nét hay là không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái hệ thống K360. Đấy thì như mọi người nhìn thấy thì mình sẽ có thể sử dụng bằng các cái cách. Ví dụ như là mình xi nhan phải này. Đấy thì cam nó sẽ lên. Hai là chúng ta có thể bấm vào cái app. Ở trên nó có một cái launcher, cái này rất hay. Đấy thì chúng ta bấm. Và bấm như thế này thì ở lại rất là lâu. Nó sẽ ở lại khi mà chúng ta muốn thoát ra thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử ngay cái ứng dụng K360. Đấy, đây là một cái phần mềm cực kỳ hay luôn. Như mọi người trước đây sử dụng cái K360R ấy, thì khi mà chúng ta xi nhan, đấy, xi nhan thì nó lại lên. Và như vậy thì khi mà chúng ta đi cao tốc ấy, xi nhan nó cũng lên, rất là khó chịu. Thì đối với cái bản này, bạn có thể cài đặt được là bạn muốn lên hay là không lên. Ví dụ chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào cài đặt này. Toàn bộ phiên bản OLED Pro Premium thì đã sử dụng bằng tiếng Việt hết rồi. Ví dụ như bạn muốn là mở camera khi xi nhan, đấy, là mình đang on thì bây giờ mình off đi. Bây giờ mình xi nhan nhá, mọi người xem. Đấy, nó sẽ không lên nữa. Và khi mà mình muốn lên thì bắt buộc mình phải bấm vào đây thì xi nhan nó lại hoạt động. Đấy, nó hay như vậy. Và cái màn hình này khi mà sử dụng cam ấy, nó hay ở chỗ nữa là bây giờ anh em vuốt lên vuốt xuống này, chúng ta sẽ off cái màn hình đi. Đấy, off screen này. Mình xi nhan thì K360 sẽ không bật lên. Nếu như anh em sử dụng cái hệ cam rời thì cứ mỗi lần chúng ta xi nhan thì nó sẽ bật lên. Còn bây giờ cái này nó sẽ hoàn toàn tối ưu. Muốn bật, muốn tắt là vào cài đặt. Đấy, và bây giờ mình sẽ test thử này. Anh em nhìn thấy là từ cái góc này ra đây nhá, mình sẽ kẻ chỉ cho anh em xem. Đấy thì bạn có thể kẻ chỉ luôn. Ví dụ nhá. Đấy. Cực kỳ sát luôn. Không lo. Nếu như mà chúng ta không có ấy, thì chúng ta không thể biết được là bên dưới cách bao nhiêu. Nhưng mà khi mà có cái này thì anh em hoàn toàn yên tâm. Và khi mà chúng ta lùi nhá, đây mình lùi này, thì chắc chắn nó hiện lên đằng sau đúng không ạ. Và chúng ta muốn che mấy cam bên phải, chúng ta lại bấm vào đây. Đấy, nếu mà bẻ quá thì là nó sẽ ăn vào vành và nó sẽ xước. Đấy, còn khi mà có cái này thì hoàn toàn yên tâm. Đấy, chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà lái. Cái này thật sự là nếu mà chị em ấy
thì vô cùng hữu ích. Kể cả là các anh em như chị em thì nó sẽ hữu ích hơn. Ở trên cái cam này nó còn có cả đánh lái theo vô lăng luôn. Ví dụ nha, bạn xem đằng sau này, mình sẽ đánh lái sang phải này. Đấy, thì nó sẽ vòng sang bên phải. Rồi, bây giờ mình đánh lái sang bên trái nhá. Cái vạch định hướng này nó sẽ định hướng chúng ta rất rõ. Đó là cái lốp nó sẽ đi vào cái chỉ này. Về cơ bản là chính xác thôi. Nó sẽ chỉ vào cái chỉ này để chúng ta biết được là đít chúng ta đang vênh sang bên trái hay là đang vênh sang bên phải. Anh em nhìn thấy khi mà chúng ta đi xuống dốc này đó, chúng ta bấm vào cái nút hazard này. Đấy, để làm gì? Chúng ta nhìn hai cái bánh hai bên, không biết là cọ vào đường không. Ví dụ đây là cái đoạn đường mà hai bên rất là hẹp. Đấy, anh em chỉ được bấm vào đây. Và thường thì chúng ta sẽ đá mắt để nhìn thôi, chứ không phải là tập trung chủ yếu. Bởi vì là chúng ta phải nhìn sang bên gương bên trái này, gương bên phải này, xem thử mọi người đang ở đâu. Đấy, cái này nó cũng là thước đo, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Đây, ví dụ như chúng ta xi nhan phải này. Đấy, thì trong quá trình chúng ta không bật ấy, không bật cái cài đặt nó sẽ không lên. Còn nếu như bây giờ chúng ta bật nhá, vào tác vụ on lên, mình xi nhan này, lại lên luôn. Và với một cái bộ cam 360 nếu mà sẽ phải để vào căn chỉnh chuẩn. Đấy, căn chỉnh chuẩn thì anh em nhìn thấy này, nó sẽ tạo thành một cái đường thẳng từ đầu xe đến cuối xe. Đấy, đậu xe như này thì bây giờ bạn hoàn toàn yên tâm luôn, cực kỳ yên tâm luôn, là không phải nghĩ nữa luôn. Đấy, khi mà tắt xi nhan thì chúng ta sẽ sử dụng bằng app, hoàn toàn là kẻ chỉ. Và anh em đậu xe như thế này thì là đã rất là ok. Chúng ta không phải xuống xe để xem thử là nhiều lúc ấy, các bạn đậu xe đấy, cái bánh nó sẽ nghiêng sang bên phải, hoặc là cái bánh nó sẽ nghiêng sang bên trái như này, rồi lại phải lên nổ máy. Bởi vì bạn nhìn như thế này thì là cái vô lăng nó vẫn thẳng đấy. Chúng ta lái kém thì chúng ta sẽ không biết được đấy, hoặc là nhiều lúc quên. Còn với có cái hệ thống cam 360 thì anh em sẽ nhìn vào đây để mà là cái thước đo để chúng ta biết được là cái lốp đã thẳng hay là chưa đấy. Và về số P thì là xong. Vâng, và khi mà chúng ta đi trên đường thì chúng ta sẽ thoải mái lái xe này. Và bây giờ mình sẽ ra lệnh giọng nói nhá. Mở video nhạc trẻ remix 2022. Không. Đang mở nhạc trẻ remix 2022 trên YouTube. Đó, thì YouTube nó sẽ hiện ra chúng ta. Và cái YouTube mình đang sử dụng ở đây, đây là YouTube ẩn, có nghĩa là nó sẽ không có quảng cáo. Chúng ta đi trên đường chúng ta không phải lo là nó phải bấm qua, bỏ qua thì mới xem được, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Rồi trong quá trình đấy thì anh em vẫn có thể là mở bản đồ để chúng ta đi. Và anh em thường là nếu đi ngoài tỉnh, anh em nên sử dụng hai bản đồ cùng một lúc. Ví dụ như mình sẽ mở nhá, chỉ đường tới Đồ Sơn. Đang chỉ đường đến Đồ Sơn trên ứng dụng Google Maps. Đấy, đây là một cái bản đồ. Đây là một cái bản đồ của Google. Nó sẽ báo được cho chúng ta tắt đường, nó sẽ báo cho chúng ta để chúng ta né được. Ngoài ra nữa có một cái ứng dụng đó là Vietmap. Mà cái này có thể nói là chúng ta đi ngoại tỉnh thì rất là thích, thật sự thích. Nhiều anh em lắp cái những cái thiết bị, ví dụ như là màn hình gương này, rồi có những cái ví dụ như là cảnh báo tốc độ này, thì mình khuyên là thôi lắp cái màn hình Android, có luôn cái bản đồ cho nó nhanh. Ví dụ nhá, chỉ đường tới Đồ Sơn qua ứng dụng Vietmap. Đó. Anh em sử dụng được 2-3 ứng dụng luôn. Đấy. Đây là tốc độ chúng ta đi là 22, 21 và tốc độ mà giới hạn trong đoạn đường này là 60. Đấy. Ok. Vậy là chúng ta có một bản đồ này, một Vietmap này, và YouTube vẫn đang chạy. Còn những cái ứng dụng khác thì anh em có thể hoàn toàn là chúng ta tải ở trên cái CH Play. Ví dụ nha. Đấy, tải hàng ngàn ứng dụng luôn. Thích tải gì thì tải, thoải mái. Các ứng dụng này, Google, Zalo, Facebook, mọi thứ đầy đủ, TikTok.
Đấy. Rồi thì cái này thì nó cũng giống như một cái máy tính bảng thôi. Cái quan trọng nhất ấy là cam 360 ban đêm nó như thế nào. Đây, test luôn ban đêm cho anh em xem. Buổi này là nhà anh em tối rồi. Đấy, mình sẽ bấm vào app luôn này cho chạy thử. Anh em thấy chưa? Thật sự là nó đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Nét mịn. Rất nhiều anh em lắp xong và thật sự là cũng bất ngờ, bởi vì là cái độ nét nó nét hơn cả những dòng xe hạng sang luôn. Bởi vì là cái hệ thống này như mình nói trước đấy, đó là hệ thống mà all-in-one. Có nghĩa là tất cả 4 mắt cam nó sẽ cắm trong chiếc màn hình này luôn. Nó không hề có cái độ trễ hay là nó bị gợn sóng, bị nhiễu. Đấy, nó giống như một đường truyền thẳng luôn. Và nó có thể xem được 3D. Đấy, từ trên trời quay xuống luôn. Đây, nó như này. Thì anh em sẽ thấy là nó sẽ lái trong phố sướng. Chị em, các tay lái non thì khi có cái này thì ngon luôn. Đấy, còn khi mà chúng ta không muốn ấy nữa thì ở đây nó có cái YouTube ở giữa. Đấy, thế thôi. Đấy, trong quá trình đấy thì anh em mà đi thì có thể là sử dụng bằng ra lệnh giọng nói để chúng ta thử. Ở chiếc xe này thì mình có lắp thêm cảm biến áp suất lốp nữa. Đấy, cái này là rất quan trọng. Bởi vì là nhiều lúc đường tại Việt Nam ấy, chủ yếu là những cái công trình đang xây dựng là nhiều đấy. Đinh rất là nhiều này, anh em không biết là bao giờ sẽ dính đinh, nên là chỉ có cái cảm biến nó báo cho chúng ta thôi. Còn về cơ bản là mình trải nghiệm chiếc xe này nó cũng đến giờ phải trả rồi. Nên là nếu mà anh em cần tư vấn gì đấy thì anh em nhớ đặt lại cái comment, thì mình sẽ tư vấn cho anh em, cũng như là gửi tất cả những đường link những cái sản phẩm mà đã lắp trên xe. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm công nghệ ô tô. Có thể nói mình là một trong những người chuyên về những cái đồ chơi công nghệ, cũng như là những cái giải pháp dành cho ô tô, để mọi người có thể tham khảo mua được cái sản phẩm cao cấp nhất hiện tại, và có cái giá cả phải chăng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.